xóa chung cho một danh sách thì phải làm thế nào hả anh? Ok, đơn giản nha. Đầu tiên chúng ta chọn danh sách, sau đó chúng ta copy và paste sang bên này, chúng ta vào thẻ data, vào remove duplicate, chúng ta chọn ok. Rồi chúng ta đã có danh sách chung toàn. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta cũng lựa chọn vùng cần xử lý dữ liệu vào thẻ advanced filter trong data, sau đó chúng ta chọn điều kiện là vùng họ tên là C3, chúng ta chọn là copy to our collection, chúng ta chọn vùng G, chúng ta ấn unique record only. Ok, hai kết quả như nhau nhé. Hãy follow tôi và theo dõi các video tiếp theo.